xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh kiến thức chuyên sâu được rồi chiếc video đầu tiên của tuần không có gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta tổng kết những gì đã đang và sẽ diễn ra trong mấy ngày gần đây về tình hình cuộc chiến giữa nga và một phương tây tập thể có lẽ tin tức nóng nhất vào ngày hôm nay đó là câu chuyện chủ tịch tập cận bình đã có chuyến công du chính thức sang liên bang nga để gặp tổng thống vladimir putin hành động này chẳng khác nào như một cái tát vào một phương tây tập thể vì mới chỉ vài ngày trước họ đã mạnh dạn tuyên bố ra lệnh bắt giữ tổng thống putin từ tòa án hình sự quốc tế icc mặc dù cả nga và trung quốc đều không tham gia dự luật của icc nhưng với động thái ra lệnh bắt giữ một nguyên thủ quốc gia thì icc muốn tuyên bố rằng tổng thống vladimir putin là một tội phạm điều này cũng nghiễm nhiên ám chỉ tất cả những người gặp mặt và có mối quan hệ thân cận với tổng thống putin đều là những kẻ ủng hộ tội phạm Chính vì động thái này đã khiến cho toàn thể thế giới tập trung vào việc Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm chính thức Liên bang Nga. Việc ông ấy sang Nga chẳng khác nào như muốn nói với một phương Tây tập thể rằng Trung Quốc đã đứng hoàn toàn về phe của những người Nga bởi vì những hành động bày đàn quá mức của Mỹ và Triều đã khiến cho Trung Quốc không còn có lựa chọn nào khác. Họ nhìn vào Nga cũng chính là nhìn vào tấm gương của mình trong tương lai nếu có ý định thu phục Đài Loan thì chắc chắn họ cũng sẽ bị bầy đàn, dồn ép thậm chí còn hơn như vậy. Giờ đây, bất kỳ một cuộc chiến nào bao gồm cả về kinh tế và quân sự, nếu những người Nga thua cuộc thì Trung Quốc sẽ là đối tượng thứ hai bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Vì vậy với Trung Quốc vào lúc này, chỉ có Nga không sụp đổ, Nga chiến thắng, Nga đứng vững trước sự tấn công của một phương dây tập thể thì Trung Quốc cũng sẽ đứng vững theo. Đây chính là sự tồn vong của cả Trung Quốc và Nga trong 50 đến 100 năm nữa. Vì vậy, họ nghiêm nhiên xích lại gần nhau, thân hơn cả những người bạn chí cốt. Chính vì lập trường như đã được khẳng định bằng chuyến công du vào ngày 20 tháng 3 của Chủ tịch Tập Cận Bình sang Nga đã khiến cho truyền thông của phương Tây và các nhà phân tích đưa tin về chuyến đi này trong một trạng thái cuồng loạn. Một thế giới đa cực đã hình thành, một thế giới đơn cực dường như đã sụp đổ. Bây giờ, câu chuyện không mấy ai để ý về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Họ nói nhiều về một cuộc chiến giữa Nga, Trung Quốc và một phương Tây tập thể được đứng đầu bởi Mỹ và châu Âu. Theo đó, vào ngày hôm nay, truyền thông độc lập là Reuters đến từ Vương quốc Anh nhưng lại có trụ sở từ Mỹ đã đưa ra một bài viết với tiêu đề khá là định hướng như sau. Putin đón tập đến Moscow dưới bóng đen cuộc chiến Ukraine bao phủ. Theo đó, tờ báo này nhận định Tổng thống Putin sẽ mong đợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện tinh thần đoàn kết để chống lại chủ nghĩa báo quyền của phương Tây. Tiếp đó, tờ báo tới từ phương Tây này đã đưa ra những lời nhận xét vô cùng mỉa mai rằng ông tập sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới bắt tay tổng thống putin kể từ khi tòa án hình sự quốc tế icc ban hành lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo nga với cáo buộc bắt giữ trẻ em từ ukraine về nga bạn thấy đó những lời nhận định của tôi về truyền thông phương tây không bao giờ sai mà lệnh bắt giữ chẳng khác nào như muốn hạ thấp uy tín tổng thống putin và giờ đây họ lại muốn sử dụng lệnh bắt giữ này để mà hạ thấp uy tín ông tập với hàm ý rằng ông ấy cũng là một kẻ đồng phạm tuy nhiên tất cả những hành động này chỉ cho thấy một phương Tây tập thể đang vô cùng bấn loạn và sợ hãi với việc Trung Quốc bắt tay Nga. Tại sao ừ? Bởi vì Nga và Trung Quốc càng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thì sự thống trị của phương Tây trên thế giới sẽ ngày càng bị phân giã. Đơn cử như trên tờ Australia của Úc, họ nói rằng cuộc đàm phán của Putin và Tập Cận Bình có thể thay đổi thế giới. Theo đó, tờ báo này nhận định cuộc gặp gỡ sẽ chủ yếu nói về vấn đề giữa Nga và Ukraine khả năng cao Giải pháp hòa bình được vạch ra từ cuộc gặp gỡ này phần lớn sẽ đáp ứng các tiêu chí của Nga. Toàn bộ phương Tây sẽ tập trung theo dõi cuộc gặp gỡ lịch sử này để lại một lần nữa phân tích mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow có thật sự chặt chẽ và đoàn kết như họ vẫn nói. Vâng, có vẻ như là toàn bộ truyền thông của phương Tây đang vô cùng sốt sắng về sự kiện này. Cũng phải thôi, bởi vì ngay sau khi đặt chân tới Moscow, chủ tịch tập đã tuyên bố rất rõ ràng như sau: "Chuyến thăm Nga của tôi nhằm tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và hòa bình." tôi sẵn sàng cùng Tổng thống Vladimir Putin phát thảo các kế hoạch và biện pháp với danh nghĩa mở ra triển vọng mới cho các quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung. Cộng đồng quốc tế cần phải nhận thức rõ ràng rằng không có một quốc gia nào trên thế giới vượt trội so với tất cả các quốc gia khác. Không có mô hình chính phủ phổ quát nào và không có trật tự thế giới nào mà quyền quyết định thuộc về một quốc gia riêng lẻ. Trung Quốc và Nga là láng giềng lớn nhất, đối tác chiến lược hợp tác toàn diện, cường quốc hàng đầu thế giới ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc cả hai quốc gia đều theo đuổi chính sách đối ngoại tự chủ và độc lập coi quan hệ giữa trung quốc và nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác ngoại giao chả chúng ta có thể hiểu những lời tuyên bố của chủ tịch tầm như thế nào đây nó có nghĩa là ông ấy muốn cho một phương tây tập thể thấy mối quan hệ giữa trung quốc và nga dù chưa đến mức sống cùng sống chết cùng chết nhưng trung quốc sẽ ở bên nga cho đến khi nào mà quốc gia này biến mất nó cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ hỗ trợ cho Nga cả trong tối và ngoài sáng để họ không thiếu thốn thứ gì, hoàn toàn yên tâm mà chống lại phương Tây. Rõ ràng những lời phát biểu này của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Washington về cuộc khủng hoảng tại Ukraine và sự can thiệp của Mỹ vào chủ quyền của Trung Quốc với Đài Loan. Trung Quốc là quốc gia đi đầu trong việc chống lại áp lực của phương Tây lên Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Tập đã từng đề xuất một kế hoạch hòa bình 12 điểm để chấm dứt chiến sự tại Ukraine, nhưng ngay lập tức đã bị Washington bác bỏ đề xuất hòa bình này, thậm chí còn bị Mỹ cáo buộc ngược lại rằng Trung Quốc viện trợ quân sự cho Nga. Chính vì điều này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Uông Văn Bẩn đã công khai chỉ trích Hoa Kỳ trên truyền thông như sau: "Đối với các báo lá cải của cái được gọi là nguồn chính phủ Hoa Kỳ, tôi muốn nhấn mạnh rằng không phải Trung Quốc cung cấp vũ khí cho chiến trường Ukraine, mà chính là Hoa Kỳ đang thực hiện điều đó." thay vì đổ thêm dầu vào lửa và đưa ra các chỉ thị cho các quốc gia khác. Mỹ nên đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine mà không nên tham gia vào điều ngược lại. Vâng, đây chính là điều mà Hoa Kỳ lo ngại ở Trung Quốc hơn Nga. Đó là Trung Quốc không chỉ mạnh về công nghệ, mạnh về kinh tế, mạnh về quân sự và giờ đây họ cũng mạnh luôn về tầm ảnh hưởng chính trị trên thế giới. Chính Trung Quốc đã là một điều không tưởng là thiết lập một quan hệ giữa những kẻ thù không đội trời chung là Ả Rập Saudi và Iran ngừng bắn trở thành những người bạn. Chính vì điều này, ngay cả cơ quan ngôn luận của Đảng Dân Chủ là CNN đã phải đưa tin giống lên một hồi chuông cảnh tỉnh rằng Trung Quốc đang phá hoại sự thống trị của Mỹ ở Trung Đông. Nhưng sự thống trị của Mỹ ở nơi đây chính là cái gì? Đó không phải là hòa bình, đó là sự đau khổ của những người dân Yemen, máu của họ đã đổ trong nhiều năm qua. Vậy đặt ngược câu hỏi, nếu Hoa Kỳ đã thống trị ở khu vực này lâu như vậy, tại sao họ lại không nỗ lực ngăn chặn đổ máu tại đây câu trả lời đã quá rõ ràng nó giống như tình hình tại ukraine nơi mà truyền thông phương tây chỉ nói những điều mà họ muốn cho chúng ta biết đại loại là tổng thống putin độc ác ra sao có lẽ điều mà họ thật sự không ngờ sự bắt tay giữa ả rập saudi và iran nó lại tới từ cuộc chiến ukraine nơi mà hai quốc gia này đã nhận thấy được sự nguy hiểm khi mà có bàn tay của những người mỹ can dự Họ nhận ra được, nếu để cho những người Mỹ xâm nhập vào chuyện nội bộ quốc gia mình quá sâu, rồi cũng đến một ngày, quốc gia của bọn họ sẽ giống như Ukraine hoặc là giống như những người Nga buộc phải tấn công một quốc gia khác để bảo toàn lãnh thổ. Vì vậy, cả Iran và Ả Rập Saudi thay vì đánh nhau, họ bắt đầu ngồi xây dựng các chính sách phù hợp với lợi ích của quốc gia mình, chứ không phải tuân theo nhu cầu của những người Mỹ. Câu chuyện về Iran và Ả Rập Saudi bắt tay đã khiến cho những người Mỹ chẳng còn giá trị gì ở Trung Đông nữa. Tại sao họ luôn muốn khu vực Trung Đông này bất ổn? đơn giản rằng nơi đây có quá nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên là dầu mỏ, chỉ có đánh nhau, chỉ có bất ổn, Mỹ mới có thể lăn xả vào để mà thao túng thị trường dầu mỏ nơi đây và cũng chỉ có thao túng thị trường dầu mỏ, những đồng đô la của những người Mỹ mới có thể vững vàng ở vị trí độc tôn. Vậy nên câu chuyện không phải Mỹ không thể giải quyết vấn đề hòa bình ở Trung Đông mà là họ không muốn giải quyết, bởi vì nếu họ giải quyết thì những đồng đô la dựa vào cái gì để có giá trị đây? Nhưng không, Hoa Kỳ đã đánh giá sai năng lực của Trung Quốc. Họ không nghĩ rằng Trung Quốc lại có khả năng hàn gắn mối quan hệ giữa Iran và Rập Saudi. Không hẳn là do những người Trung Quốc giỏi trong vấn đề ngoại giao, mà là chính một phương Tây tập thể đang tự phá vỡ thế độc tôn của mình bằng những lời nói và hành động trái ngược hoàn toàn nhau. Trong vấn đề cuộc chiến tại Ukraine cũng vậy, những người Mỹ chưa muốn dừng cuộc chiến này bởi vì đơn giản nó vẫn còn lợi ích. Giờ đây, Trung Quốc sau khi mang lại nền hòa bình cho Trung Đông, họ lại tiếp tục muốn mang lại nền hòa bình cho Ukraine, bảo sao những người Mỹ lại không tức. Tại sao chính quyền của Biden không hài lòng với kế hoạch hòa bình của Trung Quốc đối với cả Ukraine? Đơn giản vì kế hoạch này sẽ dẫn đến một lệnh ngừng bắn. Cho dù bạn có thích Trung Quốc hay không, thì sáng kiến của Trung Quốc thật sự là để giải quyết vấn đề hòa bình tại Ukraine, chứ không phải là đổ thêm dầu vào lửa như một phương Tây tập thể viện trợ vũ khí cho chế độ ghép. Có vẻ như là việc Tòa án hình sự quốc tế ICC ra lệnh bắt giữ Tổng thống Putin vào một hai ngày trước. Nó không chỉ là một kế hoạch nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Nga, mà còn là kế hoạch để nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Trung Quốc bởi vì việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến công du sang Nga đã được thông báo từ rất lâu trước. Trong khi tầm ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc trên thế giới đang ngày một rõ ràng hơn, Mỹ đã mất sự bất ổn của Trung Đông bởi vì Trung Quốc. Giờ đây, Mỹ cũng không muốn mất luôn sự bất ổn ở Ukraine cũng chỉ vì quốc gia này. Vì vậy, họ đã ra lệnh bắt giữ Tổng thống Putin. Đây là một mũi tên trung hải địch. Vừa có thể hạ uy tín của lãnh đạo Nga Trung, vừa có thể làm giảm đi tầm ảnh hưởng của cuộc gặp gỡ quan trọng này. Đơn giản, truyền thông phương Tây chỉ cần nói rằng, ông Tập đang tới Nga để bàn về các giải pháp hòa bình với một kẻ vừa bị tòa án tuyên bố rằng là tội phạm chiến tranh. Chà, lúc này các quốc gia ủng hộ giải pháp hòa bình của Trung Quốc và Nga ở Ukraine, đặc biệt là các quốc gia nhỏ bé ví dụ như Việt Nam, sẽ rất khó mở lời lên tiếng. Nếu chúng ta ủng hộ giải pháp hòa bình của Trung Quốc và Nga, thì họ sẽ lấy lý do và nói với chúng ta rằng tất cả các quốc gia ủng hộ giải pháp hòa bình này đều là các quốc gia đang ủng hộ tội phạm chiến tranh bị tòa án quốc tế ra lệnh bắt giữ. Nếu bạn chưa biết thì chủ tịch của tòa án hình sự quốc tế ICC hiện tại là người Mỹ, John Donahue. Vậy nên, bức màn đã dần dần sáng tỏ, không có chuyện gì là tự nhiên cả. Việc ra lệnh bắt giữ tổng thống Putin trước chuyến thăm của chủ tịch Tập Cận Bình là điều đã được tính toán từ trước. Vì vậy chúng ta mới thấy rất nhiều động thái, còn hát, bố khen hay, cháu chắt và vỗ tay phụ trợ. Hết tổng thống Mỹ Joe Biden, giờ đến tổng thống online Zelensky mấy ngày trước đều vào vỗ tay phụ họa. Ngay cả chư hầu là Đức cũng thế, Bộ trưởng tư pháp của quốc gia này là Marco Busman đã mô tả lệnh bắt giữ của ICC là một tín hiệu quan trọng cho thấy sự quyết tâm của thế giới. Bộ trưởng tư pháp Đức cũng mạnh mẽ tuyên bố rằng Berlin sẽ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga và giao nộp ông ta cho tòa án nếu ông ta tới Đức. Bạn thời đấy, bố của bọn họ mô tả quyết định này là chính đáng. Vậy nên đàn con thơ nào có không dám nói theo. Mặc dù thực tế là cả Washington và Moscow đều không công nhận thần quyền của tòa án. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov đầy hoang mang và cho rằng quan điểm của Biden về vấn đề này dường như có vẻ giống như bệnh tâm thần phân liệt. Sau động thái ăn theo nói leo của Bộ Tư pháp Đức, thì ngay lập tức những người Nga đã có động thái đáp trả. Vào ngày hôm nay 20 tháng 3, tòa án của Nga đã ra lệnh đóng băng toàn bộ tài sản của Volkswagen, một trong những tập đoàn xe hơi lớn nhất của Đức. Động thái này được đưa ra khi mà Volkswagen đang cố gắng bắn nhà máy sản xuất hàng đầu của mình ở Nga. Được biết nhà máy sản xuất ô tô này có công suất 225.000 xe mỗi năm. Giờ đây, nó cùng các tài khoản của Volkswagen gần tại nga đã bị đóng băng vô thời hạn. Có thể nói đây là hành động đáp trả đầu tiên từ phía nga sau lệnh bắt giữ tổng thống Putin của tòa án hình sự quốc tế ICC. Phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia nga là Dmitry Medvedev, ngoài việc cho rằng lệnh bắt giữ tổng thống Putin chẳng khác nào như một cuộn giấy vệ sinh, tác dụng duy nhất của nó thì ai cũng biết là được sử dụng ở đâu, thì ông còn nhấn mạnh rằng quyết định của ICC, luật pháp quốc tế đang trở thành trò chơi của một phương Tây tập thể. Chúng được xây dựng dựa trên lợi ích của phương Tây bất chấp điều này xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác. Medvedev thậm chí còn nghĩ tới một viễn cảnh tương lai, đó là tưởng tượng một tình huống trong đó tòa nhà ICC ở La Hay có thể bị một tên lửa siêu thanh Nga tấn công. Tòa án này chỉ là một tổ chức quốc tế nhỏ bé, nó không phải là một quốc gia thuộc NATO, vì vậy cái liên minh này sẽ không dám bắt đầu cuộc chiến vì nó, thậm chí nếu điều đó thật sự xảy ra sẽ không ai hối tiếc về tòa án này. Vâng, lời nhận định của phó chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga là Dmitry Medvedev đã thay cho lời kết của video trước chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tòa án quốc tế đã ra một lệnh bắt giữ với Tổng thống Putin, mà theo tôi nghĩ, hiện tại và tương lai họ sẽ phải sống trong sự lo sợ với một cái bỉm luôn đóng. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.